Xin chào bà con nha. Bả đậu thì hôm nay về được 7 tấn mọi người. Đây này, bả đậu ở bên chạy Úc là nó tơi ráo như thế này nha mọi người. Bây giờ bà con mình đặt rất là nhiều mà nhiều bà con đã chuyển khoản rồi mà Úc không có nhớ, thì mọi người hãy gọi điện lại cho Úc qua số điện thoại là 0976629090 hoặc là 0769990309 nha mọi người. Bả đậu này thì mình dùng để ủ men cấp 1 hoặc cấp 2, bổ sung thêm đạm thủy phân để cho heo rừng hoặc là vịt hay là bò gì đều sử dụng được ha mọi người ha. Đặc biệt là heo bầu ở chạy Úc cũng nhiều lắm, vẫn sử dụng cái này gần như là 70% trong cái chế độ ăn của nó. Cho nên là bà con nào mà cần thì cứ liên hệ ha. Cái bả đậu này thì tơi khô ráo nha mọi người, chứ không phải là cái bả ướt ướt mà nếu mà mình để qua ngày nó sẽ bị hôi mùi đâu. Cho nên là bà con nào mà bữa giờ mà dặn ở chạy Úc mà không có thì bây giờ có hàng lại rồi mọi người. Cứ gọi điện qua cái số điện thoại của Úc ha, Zalo 0789. À không phải, 0976629090 nha mọi người. Nhấn vào nút đăng ký kênh để có thể xem nhiều video từ chạy Úc post lên nha. Cảm ơn mọi người đã coi đến hết video ha. Đây là bả đậu quá trời luôn, bà con cần thì cứ nhấc máy lên gọi Úc nha.